chuẩn bị cơm trưa cho công dân cách ly trên địa bàn tỉnh TT Huế có hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung tại các cơ quan quân đội và cơ sở y tế trong đó tại bốn khu cách ly gồm trường quân sự tỉnh TT Huế, trường cao đẳng nghề số 23, trung đoàn 176 và ký túc xá trường công thương do bộ chỉ huy quân sự chỉ huy quân sự tỉnh TT Huế phụ trách có đến 1.004 người trên địa bàn tỉnh TT Huế có hơn 1.200 người đang được cách ly tập trung tại các cơ quan quân đội và cơ sở y tế, trong đó tại 4 khu cách ly gồm trường quân sự tỉnh TT Huế, trường cao đẳng nghề số 23, trung đoàn 176 và ký túc xá trường công thương do Bộ Chỉ huy Quân sự chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế phụ trách có đến 1.004 người. thượng tá Ngô Nam cường chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế cho biết phần lớn công dân ở các khu cách ly tập trung do đơn vị quản lý đều là người ở Titi Huế vừa trở về từ nước bạn Lào. Để phục vụ cơm ăn miễn phí 57.000 đồng, 3 bữa, một ngày cho hơn 1.000 công dân. Đang, được cách ly, tại 4 khu này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã điều động hơn 150 cán bộ chiến sĩ của đơn vị lo nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ngoài ra, có hơn 50 cán bộ chiến sĩ quân y túc trực 24, 24 giờ, để kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho công dân. Bên cạnh đó, có nhiều giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên ở H. Phú Vang, và TS. Hương Thủy cũng vừa tình nguyện đến các phòng bếp của các khu cách ly. Để giúp đỡ các chiến sĩ quân đội lo cơm nước cho công dân. Sau đây là chùm ảnh chuẩn bị cơm trưa cho công dân cách ly. Tại các điểm do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế đảm nhận được P. V ghi lại trưa 25 tháng 3. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại